Angela Phương Trinh khoe dáng trong một bộ trang phục không thể sexy hơn. Hay Lý Nhã Kỳ lại giống như một cô công chúa trong một chiếc váy bồng bềnh. Một Phan Lê Ái Phương vô cùng quyến rũ và lộng lẫy. Thực sự cảm giác của Trinh khi tham dự liên hoan phim quốc tế thì thực sự Trinh cảm thấy rất là hạnh phúc, vì một người diễn viên như Trinh thì hạnh phúc nhất đó chính là được cống hiến trong nghệ thuật. Mà khi được đặt chân tới đây thì đó là niềm rất là vinh dự của mình rồi. Cho nên Trinh cảm thấy cực kỳ phấn khởi và hạnh phúc khi tới đây. Lý Nhã Kỳ rất là vui, bởi vì dù sao đi nữa mình cũng là một diễn viên đất nước Việt Nam mình đã được cơ hội dự nhiều liên hoan phim thế giới. Nhưng mà để nhìn thấy được cái sự thành công và một cách tổ chức long trọng liên hoan phim quốc tế tại Việt Nam, nó là một cái điều mà rất vinh dự cho diễn viên, đạo diễn và tất cả những người làm nghệ thuật, làm văn hóa. Tôi hy vọng rằng qua liên hoan phim này thì nền điện ảnh Việt Nam sẽ ngày càng phát triển nhiều hơn, khán giả ủng hộ nhiều hơn, và là một thành phần nhỏ góp vai trò trong một chương trình, một liên hoan phim như thế này, thì Phương hy vọng rằng mình sẽ làm hết sức mình để mà hoàn thành vai trò của mình, để mà liên hoan phim được diễn ra tốt đẹp và sẽ mang đến cho khán giả những bộ phim thú vị trong liên hoan phim lần này. Thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Hà Nội đã bắt đầu từ lúc 18:30, nhưng đã có nhiều nghệ sĩ nước ngoài và trong nước sải bước trên thảm đỏ. Càng gần đến giờ khai mạc, thảm đỏ càng đông vui với sự xuất hiện của nhiều nghệ sĩ, rất đông các nghệ sĩ gạo cội của điện ảnh Việt Nam cùng nhau hội ngộ tại thảm đỏ như nghệ sĩ nhân dân Trà Giang, nghệ sĩ ưu tú Triều Xuân, nghệ sĩ ưu tú Trần Lực. Sự có mặt của các ngôi sao thị trường hiện nay như Trương Ngọc Ánh, Vũ Ngọc Anh, Minh Thư và sự góp mặt của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Thanh Tú đã thu hút rất đông sự chú ý của khán giả.